Em chào các bác nhá. Hôm nay em lên một con pin chi Zoma 2. Xe còn quá là xuất sắc luôn. Khung nhôm, càng nhôm. Đấy, xe như mới luôn các bác nhá. Đấy, xe rất là đẹp. Zoma 2 có size đứng bằng 50. Con này chạy với đùi đĩa là FSA. Đấy. Đùi đà là Simolo 2003. Đấy. Con này cực kỳ là xuất sắc. Về BNC thì thôi là Zoma 2 thì các bác biết đỉnh điểm luôn. Quá là xuất sắc, quá đẹp luôn. Đấy, bác nào mà có nhu cầu ấy thì xin liên hệ qua số điện thoại 0918 096 215. Đấy. Bên em số điện thoại dùng Zalo, các bác vào kết nối em sẽ gửi chi tiết hình ảnh cho. Các bác nào mà ở gần khu cửa hàng nhà em thì xin liên hệ qua số qua địa chỉ là khu Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đấy. Và ở xa thì em sẽ bao ship toàn quốc với các bác ở xa. Và em sẽ vào chi tiết ngay bây giờ con xe này. Đây các bác là nhìn qua về chất lượng xe thì các bác biết quá là ok. Như mới luôn các bác nhé. Như mới. Xe như mới. Không phải bàn về vấn đề này. Đấy. Yên em bọc lại nha các bác nhé. Quá là ok. Quá ok luôn. Đấy, lốp vẫn theo xe. Cặp vành rất là đẹp. Con này chạy với 1 níp, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níp các bác nhé. Đấy, đài sau là Simolo. Đấy. Xe nó còn quá là đẹp rồi. Quá đẹp luôn. Gửi đĩa FSA. Đây các bác này. Đây, sang dĩa này. Đấy. Đây các bác nhìn qua sơn. Nhìn sơn thì đánh giá xe nó còn mới hay không. Đấy. Quá mới luôn. Quá xuất sắc. Đấy. Có những vết xước rất là nhỏ. Đây các bác này. Máy ơi. Quá là ok. Đây là logo của BNC. Đấy các bác này. Đấy, em sẽ quay ở đây. Con này chạy với 8 lít 2 đĩa các bác nhé. Tay đè bấm xả. Tất cả cái này hãng còn nguyên theo xe hết. Đấy các bác nhé. Đấy, em sẽ quay sang mặt trái của các bác theo dõi. Mặt trái. Đây, mặt trái của xe. Đây. Đây nó thuận sáng hơn. Nó sẽ đẹp hơn. Đấy, nó rõ hơn. Phần khung được các bác như mới nhá các bác nhá. Những con xe đẳng cấp. Vâng, những thời điểm này những con xe em ấy lên là em đều phải nhập với cái giá cực cao luôn. Đấy, thì mới có xe đẹp để phục vụ các bác được. Đấy. Giá xe năm nay nó đột biến rất là nhiều. Đấy các bác nhá, đột biến rất là nhiều. Nên con xe mấy triệu một con xe chứ không lên ít. Đấy, em chỉ nói qua thế thôi chứ mà thì là em phải dù là ít hay nhiều nhưng em nhập là chất lượng đắt em cũng nhập thì bán là uy tín các bác nhá. Đấy, đây em quay qua về phần xe. Đấy, phần xe của em không chê một điểm nào luôn nữa các bác nhá. Đấy, Zoma 2 này nguyên bản thế các bác nhá, không có một cái gì trừ cái yên này nó bị rách em bọc lại hết. Đấy. Chân chống nội, chân chống con này chân chống nội, nó mất chân chống rồi. Đấy, còn thế thôi, còn tất cả là ok hết. Đấy. Quá là xuất sắc luôn, quá xuất sắc, quá xuất sắc. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ qua em qua số điện thoại em ghim trên tiêu đề. Đấy, tay để bấm xả Simolo. Em sẽ quay ra 4 chiều để cho các bác theo dõi một con BNC Zoma 2. Đấy, và em sẽ nói lại con xe này. Con này là con BNC Zoma 2 có size đứng bằng 50, khung nhôm càng nhôm, tay để bấm xả 8 níp 2 đĩa, nguyên bản từ đầu đến cuối. Có chân chống thì em thay chân chống mới, vỏ yên em bọc lại. Còn tất cả theo xe hết mới đến 90% trở lên các bác nhé. Nếu bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em. Xe thì có tại cửa hàng rồi. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu đi con này là quá ok đấy. Vì quá chất lượng luôn. Nói về chất lượng thì không phải bàn cái một cái gì. Đấy. Quá ok.
Ok, và em cũng xin được dừng video tại đây và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.